Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên Etiquette TV. Thì theo lời yêu cầu của một số bạn là chú hề ST hướng dẫn cho các bạn cách thổi bong bóng bằng mũi và bằng miệng. Và hôm nay chú hề ST làm video này để hướng dẫn cho các bạn cách thổi bằng miệng và bằng mũi các bạn nha. Mỗi người sẽ có một cách thổi khác nhau và đây là cách chú hề ST thường hay thổi. Ok, chúng ta bắt đầu. Cách thổi bằng miệng và bằng mũi tất cả đều giống nhau các bạn nha. Chỉ khác thổi bằng miệng, chúng ta bỏ vô miệng, và thổi bằng mũi, chúng ta bỏ vô mũi mà thôi. Ok. Và bây giờ chú hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn thổi bằng miệng trước nha. Với cách thổi bằng miệng, tai bóng chúng ta bỏ vô và hai hàm răng ngậm hờ. Hờ các bạn nha, ngậm hờ thôi, để khi chúng ta thổi hơi có thể luồn qua kẽ răng và đi vô bóng. Tiếp theo, chúng ta dùng ngón trỏ, ngón cái, chúng ta che hai cái môi chúng ta lại để không cho hơi thoát ra ngoài các bạn nhé. Ok. Bước thứ ba, chúng ta kéo quả bóng dài ra. Bước thứ tư, kết hợp thổi hơi thật mạnh. Khi chúng ta thổi hơi ra thật mạnh thì đồng thời tay phải chúng ta co lại. Sau đó chúng ta lại kéo ra. Co lại, kéo ra. Các bạn nhé, để ý. Khi chúng ta thổi hơi thật mạnh rồi sẽ tạo nên một cục hơi nhỏ ở đây. Đây các bạn xem. Khi chúng ta thổi được một đoạn hơi nhỏ như thế này, chúng ta không dừng ở đây mà chúng ta sử dụng hơi, tất cả các hơi thật mạnh, chúng ta đẩy thật mạnh luôn, chúng ta không dừng lại các bạn nhé. Kéo ra, đưa vô. Các bạn hiểu chưa nào? Chúng ta xem nhé. Lưu ý khi tập thổi bằng miệng, chúng ta không có phồng lên như vậy, vì phồng như vậy chúng ta sẽ đau hai bên này, hai bên má, và chúng ta rất là dễ nản, không tập được. Chúng ta ém vào má lại, ém hơi lại các bạn nhé. Ok, tiếp theo thổi bằng mũi cũng tương tự, chúng ta bỏ vô khoảng 1 cm thôi các bạn nhé, khoảng 1 cm. Ngón trỏ bên tay trái chúng ta bịt mũi này, nhưng chúng ta bịt vẫn để khoảng hở để hơi đi vô các bạn nhé. Ngón tay cái chúng ta bịt kín lỗ này, lỗ còn lại bịt kín các bạn nha, không để hở. Như thế này. Phần còn lại tương tự, thổi bằng miệng, kéo ra, co lại và đẩy hơi. Các bạn theo dõi. Ok. Các bạn xem lại nhé. Ok, rất đơn giản phải không bạn? Chúng ta kiên trì luyện tập một chút xíu nhé các bạn nhé. Đừng có nản. Chú hề ST thổi được, các bạn chắc chắn sẽ thổi được. Chúc các bạn thành công. Và đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ chú hề ST nữa nhé. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.